Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 6 năm 2021. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức trong tỉnh được cập nhật. Đoàn kiểm tra số 1 về công tác quản lý sử dụng cơ sở nhà đất do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực trạng cơ sở nhà đất sau sáp nhập các đơn vị hành chính tại huyện Quảng Hòa. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở ngành. Huyện Quảng Hòa được sáp nhập theo Nghị quyết số 864 ngày 10 tháng 1 năm 2020 và Nghị quyết số 897 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng. Hiện tại, huyện Quảng Hòa có 162 cơ sở nhà đất gồm 2 trụ sở làm việc Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, 35 trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, 27 trụ sở làm việc của các cơ quan phòng ban đơn vị sự nghiệp, 98 cơ sở trường học. Theo phương án sắp xếp xử lý của huyện Quảng Hòa, sẽ tiếp tục sử dụng 131 cơ sở, gồm 1 trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện tại thị trấn Quảng Uyên, 17 trụ sở làm việc của các xã thị trấn, 28 phòng ban, đơn vị sự nghiệp, 85 trường học và điểm trường. Điều chuyển 23 cơ sở nhà đất, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 4 cơ sở cũ của Ủy ban Nhân dân các xã, Quốc Toàn, Hoàng Hải, thị trấn Quảng Uyên, khu đất quản lý thị trường, phố Hồng Thái, thị trấn Quảng Uyên, tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, Ủy ban Nhân dân xã Quốc Phong, xóm Đà Vị Trên, làm trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Quảng Uyên. Huyện Quảng Hòa đề xuất kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cấp thêm kinh phí để bố trí người trông coi và kinh phí bảo trì trong thời gian chờ sắp xếp xử lý, đề nghị tỉnh thu hồi đối với 3 cơ sở nhà đất gồm 2 trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân xã Lương Thiện cũ và mới và trường trung học cơ sở Lương Thiện do huyện không bố trí được đơn vị nào tiếp tục sử dụng. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các phương án giải pháp tận dụng các cơ sở nhà đất sau sáp nhập để làm khu cách ly, cơ sở y tế, cải tạo sửa chữa thành nhà văn hóa tổ xóm. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị huyện Quảng Hòa rà soát kỹ từng cơ sở nhà đất để lựa chọn phương án tốt nhất, đúng quy định, sử dụng có hiệu quả, quan điểm là sử dụng tối đa, không để cơ sở nào bị bỏ hoang, phải điều hòa các phương án sao cho hợp lý. Huyện chỉ đạo các cơ quan phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh rà soát các phương án, lựa chọn phương án tối ưu nhất để báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước mắt nhất trí với các phương án như điều chuyển trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hồng Định cũ giao cho chi cục kiểm lâm, trụ sở trạm y tế và điểm bưu điện văn hóa cũ của xã Hồng Định không sử dụng thì thu hồi lại. Đồng thời sửa chữa mở rộng nhà văn hóa cũ để đảm bảo sinh hoạt cho bà con. Nghiên cứu các phương án giải phóng mặt bằng trạm y tế cũ xã Hồng Đại làm sân để sinh hoạt cộng đồng. Hội trường giao cho các xóm sinh hoạt đối với trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Lương Thiện cải tạo sửa chữa thành khu cách ly khu vực miền đông của tỉnh và lên phương án cho một số cơ sở tiếp tục sử dụng sau khi hết dịch. Bố trí người quản lý, trông coi các trụ sở bảo vệ tốt các tài sản. Sở Tài chính nghiên cứu bố trí cấp nguồn kinh phí cho sửa chữa cải tạo các cơ sở nhà đất phối hợp với công an tỉnh, rà soát lại để nghiên cứu lên phương án tạm giao cho công an xã sử dụng. Huyện Bảo Lạc đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 17 xã thị trấn, sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 100% các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Trên 97% đảng viên và hơn 3.000 lượt các tầng lớp nhân dân được học tập quán triệt nghị quyết. Hàng năm có gần 97% đảng viên thực hiện bản cam kết, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể cá nhân hàng năm được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự. Huyện đã kiểm tra 90 lượt tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện giám sát 30 lượt tổ chức đảng, 30 đồng chí bí thư cấp ủy, làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, giải quyết kịp thời dứt điểm những vấn đề phát sinh tại cơ quan đơn vị. Qua thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 xuất hiện nhiều mô hình mới cách làm hay của tập thể và cá nhân. Toàn đảng bộ huyện đã có 223 tập thể và 630 cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng. Cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức chính trị, đạo đức lối sống, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng,
niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội được giữ vững. Huyện ủy Bảo Lạc đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm và đưa ra 15 nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể cá nhân, rà soát xử lý miễn nhiệm, thay thế kịp thời những trường hợp suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, chú trọng công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hà Quảng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hà Quảng đã thành công tốt đẹp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hà Quảng đã ban hành các công văn kế hoạch để hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử, phân công Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phụ trách các đơn vị, phối hợp thống nhất với Ủy ban Nhân dân huyện thành lập 11 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thành lập 127 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã và 139 tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu trên toàn huyện. Tổ chức các bước hiệp thương có 53 đại biểu đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, có 670 đại biểu đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn, tổ chức 234 cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, gồm 13.770 cử tri tham gia, có 452 ý kiến phát biểu. Kết quả của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri toàn huyện Hà Quảng đi bầu cử đạt 95,45%, số cử tri đi bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã đạt 99,52%. Trung tâm Chính trị huyện Hòa An vừa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng khóa 2 năm 2021. Tham gia lớp học có 50 học viên là quần chúng ưu tú từ các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Trong thời gian học, các học viên sẽ được truyền đạt 5 nội dung chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những kiến thức hết sức cơ bản, giúp các học viên nắm vững lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, ra sức học tập rèn luyện, xây dựng ý thức cho quần chúng ưu tú, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, không ngừng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học sẽ phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu, tích cực học tập và thảo luận nghiêm túc, tiếp thu nội dung các chuyên đề nhằm tích lũy kiến thức, đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Công an huyện Hà Quảng vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 22 tháng 5, Công an huyện Hà Quảng nhận được đơn trình báo của bà Nông Thị Nhớn, trú tại xã Cần Yên, huyện Hà Quảng, về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền 70 triệu đồng. Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Hà Quảng đã thu thập chứng cứ. Qua điều tra, cơ quan Công an huyện Hà Quảng đã xác định đối tượng trộm cắp là Hoàng Văn Đại, sinh năm 1985, trú tại xóm Nạp Pàng, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng. Đến ngày 26 tháng 5, Hoàng Văn Đại đã đến cơ quan Công an huyện Hà Quảng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan Công an huyện Hà Quảng đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng Hoàng Văn Đại truy tố trước pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch với nỗ lực, quyết tâm cao, đồng thời đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Là doanh nghiệp có quy mô lớn với tổng số lao động trên 800 người, trong đó có nhiều lao động đến từ các địa phương ngoài tỉnh. Số lượng đối tác, khách hàng giao dịch hàng ngày lớn nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 là rất cao. Những ngày này, công tác kiểm soát người ra vào đơn vị được Công ty Cổ phần Gang thép triển khai thực hiện nghiêm ngặt
với yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khai báo y tế đối với cán bộ công nhân viên công ty trước khi vào cổng. Đặc biệt với các đối tác khách hàng và công nhân đi từ vùng có dịch về địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc việc cách ly theo quy định và yêu cầu có giấy xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày trước khi được vào công ty làm việc. Qua cái đợt dịch này thì chúng tôi là những người làm trực tiếp ở dưới phân xưởng thì công ty cũng đã thực hiện ban hành các cái phương án về phòng chống dịch và các cái công tác thông báo tuyên truyền để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch. Thì trước khi vào cổng thì đã được đo kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn đấy. Thì tiếp theo vào khi đến các cái vị trí làm việc thì đều có thực hiện các biện pháp theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế là thông điệp 5K. Thì anh em cũng tuân thủ là đeo khẩu trang rồi sát khuẩn chân tay trước khi vào làm việc, và công tác tuyên truyền thì luôn được phân xưởng chú trọng và đẩy mạnh tuyên truyền đến tất cả các anh em khi tham gia, và đặc biệt là đối với những người mà đi từ các cái vùng dịch về ấy, thì đặc biệt lưu ý thì đối với phân xưởng thì đã cho cách ly các trường hợp như thế thì sẽ cho cách ly tại nhà luôn và theo đúng cái quy định của y tế. Với đặc thù công nhân làm việc trong các phân xưởng riêng biệt, xác định nguy cơ lây nhiễm cao nhất là ở khu vực nhà ăn, nơi phải tập trung đông người vào cùng một thời điểm. Đơn vị đã bố trí cấp uống nước một lần, thực hiện việc phân chia giờ ăn theo ca, thực hiện đăng ký nhận suất ăn ca tại khu làm việc, bố trí chỗ ăn hợp lý trong khu vực sản xuất để hạn chế tập trung đông người, đảm bảo thực hiện giãn cách theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ các đơn vị và người cung cấp thực phẩm, đảm bảo vệ sinh dịch tễ trong toàn bộ các khâu từ nhập nguyên liệu, chế biến thực phẩm. Với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, đồng tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, duy trì sản xuất liên tục trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chủ động xây dựng các mục tiêu giá trị năm 2021 cụ thể, kèm với đó là giải pháp điều hành, quản lý, quản trị. Với mục tiêu sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu 5 tháng đầu năm 2021, đơn vị đạt trên 1.127 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch năm, bằng 177% so với cùng kỳ năm 2020. Lương bình quân của người lao động đạt 8,5 triệu đồng một người một tháng, bằng 82,6% kế hoạch năm, bằng 102,2% so với cùng kỳ năm 2020. Nộp ngân sách 45,2 tỷ đồng, bằng 66,1% kế hoạch và tăng hơn 35,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Công ty đã triển khai rất là nhiều các biện pháp để phòng chống dịch Covid để đảm bảo sản xuất. Thứ nhất là yêu cầu toàn bộ các cái cán bộ công nhân viên, đối tác của công ty khi đến làm việc tại công ty thì phải khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, và thứ hai là khi đi đến tại các vùng có dịch thì đều phải thực hiện là cách khai báo y tế tại địa phương và có kết quả âm tính trong vòng 3 ngày thì mới được đến công ty làm việc. Còn đối với cán bộ công nhân viên thì công ty tất cả các hàng ca sản xuất thì công ty đều có tiến hành đo, yêu cầu là đo thân nhiệt và sát khuẩn đối với cán bộ công nhân viên khi vào làm việc tại nhà máy. Vấn đề thứ ba là đối với công tác mà thực hiện quản lý trong công tác nhà máy thì thứ nhất là toàn bộ cán bộ các phòng ban công ty và các xưởng thì công ty hàng tuần là đều phun thuốc khử khuẩn để đảm bảo cái chống cái lây nhiễm Covid. Thứ hai là về thời gian ăn ca thì hiện tại cán bộ công nhân viên công ty là hơn 800 người, đâm ra cái công tác mà quản lý về cái ăn ca cũng rất phức tạp. Thì công ty đã giãn cái thời gian ăn ca ra từ ví dụ ca 1 thì từ khoảng 10 rưỡi đến 12 giờ thì để đảm bảo được cái khoảng cách. Dịch Covid-19 đã diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, nơi thường xuyên tập trung số lượng đông công nhân, người lao động, nguy cơ lây nhiễm càng cao. Do đó, việc chủ động thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch ứng phó với kịch bản dịch tiếp diễn trong thời gian dài, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, sẽ góp phần tích cực trong công tác phòng chống dịch, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trong tình hình hiện nay. Chuyển sang thời lượng của mục điểm báo, điểm qua một số tin tức nổi bật trên các báo sáng nay. Với sáng kiến Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của nhân dân trong cuộc chiến chống giặc COVID.
Quỹ vaccine phòng COVID-19 được phát động nhằm huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước, phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine và nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước. Vaccine phòng COVID-19 được sử dụng cho người dân trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận được khoảng 264,8 tỷ đồng, hơn 8.700 USD và hơn 2.700 euro. Theo các tính toán, để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân. Tổng kinh phí ước tính hơn 25.000 tỷ đồng. Cùng với đó, dịch bệnh được dự báo chưa thể kết thúc sớm, sống chung với dịch bệnh trở thành yêu cầu thường trực, hiệu lực của vaccine lại không kéo dài, việc tiêm vaccine phải tiến hành định kỳ. Tất cả những điều này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, trong khi đất nước còn nhiều khó khăn, ngân sách hạn hẹp. Mỗi đóng góp của người dân vào quỹ vaccine phòng COVID-19 đều hướng tới mục tiêu cuộc sống an toàn hơn của bản thân, gia đình, cộng đồng và cả xã hội. Ông Trần Văn Học, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, bị tạm đình chỉ công tác vì lơ là phòng chống dịch COVID-19. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng, Bùi Quang Huy, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Dũng kết luận, việc để xảy ra lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn xã Tiền Phong liên quan đến trường hợp F0 mới nhất tại thôn An Thịnh. Trách nhiệm thuộc về tập thể cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Tiền Phong. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về ông Trần Văn Học, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo. Ban Thường vụ huyện ủy Yên Dũng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện căn cứ kết luận ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học để xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ban Thường vụ huyện ủy giao Ủy ban Kiểm tra huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ xem xét trách nhiệm của ông Trần Văn Học, giao ông Thân Văn Thước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiền Phong làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã. Phân công ông Dương Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, trực tiếp phụ trách lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã Tiền Phong. Hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang sử dụng con dấu giả chung tay chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Quảng Yên để đưa 4 người đi qua chốt kiểm soát. Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, lực lượng công an thị xã Quảng Yên vừa bắt giữ hai đối tượng sử dụng con dấu giả của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã để đưa các công dân không đủ điều kiện phòng dịch đi qua chốt kiểm soát dịch tại cầu Bạch Đằng trên tuyến cao tốc Hạ Long, Hải Phòng. Hai đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Mạnh, sinh năm 1985, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, và Trần Tuấn Anh, sinh năm 1981, trú tại số 45/93 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Bị bắt quả tang ngay khi đang sử dụng con gấu giả chung tay chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Quảng Yên để đưa 4 công dân không đủ điều kiện phòng chống dịch đi qua chốt kiểm soát phòng dịch tại cầu Bạch Đằng. Qua đấu tranh, Lê Văn Mạnh khai, đối tượng này đã làm giả con dấu kiểm dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Quảng Yên hòng qua mắt lực lượng kiểm soát, đưa những người không đủ điều kiện phòng chống dịch đi vào Quảng Ninh nhằm trục lợi bất chính. Mỗi trường hợp đưa cho Mạnh 500.000 đồng để được đóng dấu. Gần 3.500 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao được phát hiện và xử lý trong quá trình kiểm soát người dân từ điểm nóng COVID-19 tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ra các địa bàn khác và ngược lại khi lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch. Theo thống kê, đã có hơn 185.000 lượt khai báo y tế của người dân được ghi nhận trên hệ thống. Trong đó, thông qua việc kiểm tra, lực lượng kiểm soát tại các chốt ra vào quận Gò Vấp đã phát hiện và xử lý 3.464 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao. Đây là ứng dụng khai báo y tế được thành phố Hồ Chí Minh triển khai với mục đích có thể hỗ trợ truy vết nhanh các trường hợp nghi nhiễm đang có trên địa bàn thành phố. Điều này hoàn toàn không thực hiện được nếu theo cách khai báo thủ công trên giấy như trước đây và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sàng lọc.
thông qua ứng dụng này, các trường hợp có triệu chứng hoặc có yếu tố dịch tễ được phát hiện ngay bằng các cảnh báo được thiết lập sẵn trên ứng dụng và báo ngay với Trung tâm Y tế quận và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố để kiểm tra và xử lý kịp thời. Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống khai báo y tế điện tử, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp kêu gọi người dân đang sinh sống tại quận cũng như người dân có nhu cầu ra vào quận tiếp tục thực hiện khai báo y tế tại nhà trước khi đến các trạm kiểm soát. Bên cạnh xuất khẩu, năm nay, tỉnh Hải Dương còn đẩy mạnh đưa vải chất lượng cao tiêu thụ thị trường trong nước. Lần đầu tiên, vải thiều Hải Dương được bán trên 5 sàn thương mại điện tử trong nước, trung bình một ngày bán được từ 3 đến 5 tấn. Mới đây, tỉnh Hải Dương phối hợp với các doanh nghiệp cá nhân mở một loạt các điểm bán vải xuất khẩu ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn tại các cửa hàng bán trái cây trên hệ thống siêu thị Aeon, Copmark. Dự kiến sản lượng vải Hải Dương đạt 55.000 tấn, hiện đã được tiêu thụ khoảng 30.000 tấn. Trong đó chủ yếu xuất khẩu tiêu thụ trong nước chỉ chiếm khoảng 1/3. Tính đến thời điểm này, sản lượng vải tươi Hải Dương xuất khẩu sang thị trường khó tính Nhật Bản vượt con số 100 tấn, cao gấp 3 lần tổng số sản lượng vải cả nước xuất khẩu trong năm 2020. 20 tấn vải đầu tiên của Hải Dương cũng lần đầu chinh phục thị trường Thái Lan, mở ra cơ hội lớn cho trái vải Việt Nam chinh phục thêm thị trường các nước Đông Nam Á. Đáng chú ý, vải xuất đi các thị trường có giá trị cao khoảng 1.500 tấn, gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia, EU khoảng 300 tấn, Singapore, Trung Đông, Malaysia khoảng 500 tấn. Cấp đông xuất khẩu đi Hàn Quốc, Nhật Bản và EU khoảng 700 tấn. Dự kiến từ nay đến cuối vụ, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục thu mua và xuất khẩu 1.000 tấn vải thiều tươi và cấp đông đi Nhật Bản, cùng 4.000 tấn vải thiều đi Mỹ, Australia, EU và Singapore. Đặc biệt, Hải Dương đã làm chủ được quy trình sản xuất vải, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu được, nên các thương lái, doanh nghiệp tập trung thu mua khiến việc tiêu thụ thuận lợi hơn ở các địa phương khác trong cả nước. Thưa quý vị, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành việc tiêm 150.000 liều vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và các công nhân, sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch. Đây cũng chính là con số đáng chú ý chúng tôi đề cập trong một con số hôm nay. Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bắc Giang cho biết, hiện nay tỉnh Bắc Giang đang tập trung song hành hai nhiệm vụ là chống dịch và bảo đảm phát triển kinh tế. Vừa qua, để phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đã phải đóng cửa các khu công nghiệp và hiện nay đang thực hiện dần mở cửa trở lại. Để làm được việc này, cần đặt ra những quy trình, quy chuẩn để đưa công nhân vào các khu công nghiệp, các công ty để sản xuất. Một trong những quy trình để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như công nhân đi vào sản xuất, đó chính là việc tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân. Trong đó ưu tiên cho công nhân tại các khu công nghiệp và các công ty đi vào sản xuất trước. Nội dung này nằm trong chương trình tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Nhờ sự hỗ trợ của Bộ Y tế mà chỉ trong 5 ngày, tỉnh Bắc Giang đã cơ bản hoàn thành tiêm 150.000 liều vaccine COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu và công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn, vượt chỉ tiêu sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch, hoàn thành lời hứa với Thủ tướng Chính phủ. Kết thúc đợt tiêm, trên toàn tỉnh Bắc Giang có duy nhất một trường hợp sau tiêm 15 phút có dấu hiệu phản vệ độ 3. Quá trình xử lý diễn ra theo đúng quy định và đến nay, sức khỏe của bệnh nhân này đã ổn định. Thưa quý vị, mỗi năm trên thế giới có khoảng 7 triệu người tử vong vì thuốc lá, trong đó thì có khoảng 900.000 người hít khói thuốc tự động. Trong mục sức khỏe thưởng thức hôm nay, chúng tôi sẽ điểm danh một số bệnh mà con người có thể mắc phải do hút thuốc lá gây ra. Ung thư. Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư và tử vong do ung thư. Ung thư phổi, ung thư khoang miệng, ung thư vòm họng là những bệnh do các hóa chất gây ung thư trong thuốc lá gây ra. Khói thuốc lá còn có thể gây ung thư bàng quang, ung thư tuyến tụy, ung thư cổ tử cung, ung thư thận và ung thư thực quản. Phổi tắc nghẽn mãn tính.
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sự kết hợp của bệnh khí thũng và viêm cuống phổi mãn tính là do hút thuốc lá gây ra. Bệnh này làm tắc nghẽn luồng khí ra vào và gây khó thở. Các bệnh về tim mạch. Thuốc lá còn có thể gây tử vong qua các bệnh ảnh hưởng đến tim và các mạch máu. Hút thuốc lá làm tăng hàm lượng cholesterol trong cơ thể, khiến cholesterol và các chất béo tích tụ trong động mạch. Sự tích tụ này làm tắc động mạch và hình thành các cục máu đông, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đục thủy tinh thể. Đục thủy tinh thể là bệnh lý khi các thấu kính của mắt trở nên mờ đục theo thời gian, dẫn đến suy giảm thị lực. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc hút thuốc lá và đục thủy tinh thể, khẳng định rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể. Nhiễm khuẩn. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và phổi. Hút thuốc lá khiến phổi và ống hô hấp không thể nào đào thải được các vi khuẩn và khói bụi, dẫn đến viêm xoang, viêm cuống phổi và viêm phổi. Viêm khớp dạng thấp. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc viêm khớp dạng thấp. Đây là tình trạng viêm ở các khớp, gây đau đớn và khó khăn khi vận động. Phình động mạch chủ. Phình động mạch chủ là tình trạng thành động mạch chủ phình ra bất thường. Bệnh này phổ biến ở nam giới hơn là ở nữ giới, và việc hút thuốc lá càng làm tăng nguy cơ mắc bệnh này ở nam giới. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sáng ngày mai.